giống thì nhẹ nhàng tí nhé. Vâng ạ. Dạo này thời tiết thay đổi nên mẹ con chúng ta phải chăm uống thật nhiều sữa và đi spa. À quên, spa thật nhiều. Đúng rồi đấy mẹ, theo con thông tin mình biết trên TV, VTV3 là truyền hình Việt Nam thì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của đứa trẻ. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2015, tại sân khấu chính của xã Trực Thắng có tổ chức đêm tổng kết chiến dịch mùa hè xanh 2015 của Hội đồng hương sinh viên Nam Định tại Hà Nội và có sự tham gia của